Đề thi ngữ văn năm nay không quá bất ngờ với nhiều thí sinh. Nội dung không nằm ngoài kiến thức các em đã được học và ôn tập. Ở phần đọc hiểu, đề thi đề cập đến bài thơ Rễ Hoa của nhà thơ Chế Lan Viên. Đối với phần làm văn, ở câu 1 nghị luận xã hội, đề yêu cầu thí sinh viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 dòng trình bày suy nghĩ của bản thân về tinh thần vượt khó trong học tập. Nhiều thí sinh ấn tượng với cách đặt vấn đề. Bởi khi có ý thức vượt qua những khó khăn trong học tập một cách cao độ, thì chắc chắn sẽ có được kết quả tốt đẹp như mong đợi. Tinh thần vượt khó trong học tập cũng là biểu hiện của lối sống có ý chí, sống có mục đích và lý tưởng cao đẹp. Ở phần nghị luận văn học, yêu cầu thí sinh nêu cảm nhận về vẻ đẹp đức hạnh của nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện Người Con Gái Nam Xương của nhà văn Nguyễn Dữ. Từ đó nhận xét tình cảm, thái độ của nhà văn Nguyễn Dữ đối với nhân vật Vũ Nương. Một người phụ nữ với vẻ đẹp, phẩm hạnh của người phụ nữ truyền thống, nết na, hiền thục, lại đảm đang, rất mực hiếu thảo với mẹ chồng, một dạ thủy chung với chồng. Đoạn trích chính là sự kết tinh, hội tụ tư tưởng và nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm. Dạ, đề văn năm nay có những điểm hay là phần viết đoạn văn là ra đề viết về tinh, từ đoạn trích tranh viết về tinh thần vượt khó trong học tập của học sinh, để giúp cho học sinh cố gắng vươn lên trong học tập để sau này có một cái tương lai tươi sáng. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn toán cũng với thời gian 120 phút. Đề thi toán gồm 5 câu, trong đó 4 câu đại số và 1 câu hình học. Ngoài những phần có trong nội dung chương trình học, đề có sự phân loại thí sinh ở câu thứ 5. Vừa tập với học sinh không có khó. Dạ, với con thì chắc con làm được cỡ 80-85%. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Sáng mai, ngày 7 tháng 6, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn cuối là tiếng Anh với thời gian làm bài là 90 phút. Riêng các thí sinh dự thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Khiết sẽ thi thêm môn chuyên vào buổi chiều ngày 7 tháng 6 và sáng ngày 8 tháng 6.